rồi hai đứa em băng đứa em lấy mất cả ngày thật sự rất hào hứng bởi vì tôi muốn giới thiệu cho bà con thấy một sản phẩm đã giúp một vị khách hàng của chúng tôi tiết kiệm được rất rất nhiều thời gian trong khâu chuẩn bị thức ăn trong chăn nuôi. Và còn hơn thế nữa, chi phí chi tiêu của thức ăn trong trang trại cô ấy đã giảm đi một mức đáng kể nhưng chất lượng thì thu hoạch lại rất là cao. Sản phẩm này giúp cô ấy tận dụng được nguồn thức ăn có sẵn trong nhà. Tất cả những việc cô ấy làm chỉ là đi gom chúng về rồi băm nhỏ, trộn với một chút thức ăn công nghiệp và cho vật nuôi ăn. Xin giới thiệu tới bà con, đây là sản phẩm giúp trang trại của cô ấy ngày càng tuyệt vời hơn. Máy băm chuối thương hiệu Takeo TK3000. Máy này có cấu tạo cực kỳ đơn giản, máy được thiết kế hình hộp chữ nhật. Phía trên của máy là miệng nạp nguyên liệu hình phễu giúp bà con dễ dàng đưa nguyên liệu vào trong máy. Tiếp theo, đây là thùng làm việc của máy. Đây là motor, kèm theo là CP chống giật. Đặc biệt hơn, máy được thiết kế thêm tay cầm và bánh xe giúp cho người sử dụng dễ dàng di chuyển hơn trong quá trình làm việc. Với cấu trúc như thế này mà vẫn đảm bảo được độ vững chắc của máy trong quá trình làm việc. Thưa bà con, máy băm chuối Takeo TK3000 sử dụng động cơ 3kW, hoàn toàn có thể sử dụng điện 3 pha hoặc điện gia đình bình thường. Với công suất này, năng suất làm việc 2 tấn chuối trên 1 giờ. Trong thùng làm việc, phía dưới là trục bạc đạn của Nhật giúp cho máy vận hành trơn tru và ít ma sát. Máy có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không bị nóng. Tiếp theo đó, phía trên là lưỡi dao thái kích thước lớn, chức năng của nó là thái mỏng khi nguyên liệu đưa vào. Đằng sau nó là 16 lưỡi dao băm bằng inox chống rỉ. Cơ chế hoạt động của máy rất đơn giản, khi bà con đưa vào, lưỡi dao thái sẽ thái mỏng thành từng lát, sau đó hệ thống dao băm sẽ băm nhỏ và đưa thức ăn ra ngoài theo cửa xả. Điểm tối ưu của máy này là cửa xả được thiết kế giúp cho bà con có thể điều chỉnh được độ gần xa khi nguyên liệu băm vào. Thưa bà con, tất cả các sản phẩm mang thương hiệu của Takeo sẽ được bảo hành đến 18 tháng về máy, motor lỗi 1, lỗi 1, trong vòng 12 tháng nếu lỗi do nhà sản xuất. Bà con lưu ý rằng, khi bà con mua máy băm chuối Takeo thì trên thân máy sẽ có dòng chữ Takeo dập nổi để giúp bà con tránh mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng và hàng không chính hãng. Vâng, và sau đây Yến sẽ mời bà con cùng Yến test coi máy Takeo TK3000 làm việc như thế nào nhé. Thank you.
Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.